nghĩa là nhất, anh em là nhất, người thật làm việc thật, bản năng sống luôn chất, không ai quá nổi bật, nhưng tốn trong lời lúc, mọi thứ đều có thể lật nhưng danh dự không thể để mất. Và đó là anh em tao, đó là anh em tao, những thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao, không quan trọng nó từng thế nào, hiện tại khốn đốn ra sao, sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao. Wait. Đó là anh em tao, đó là anh em tao, những thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao, không quan trọng nó từng thế nào, hiện tại khốn đốn ra sao, sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao. Lớn lên từ chợ là thằng nhóc thích lang thang, nay đây mai đó không có khái niệm an nhàn, đời ra sao cũng được sống chứ từng biết than vãn, đối với tao đâu cũng là nhà, kể cả trống không an toàn, khi ở nhà có cha có mẹ cúi đầu dạ thưa tao là con ngoan, bước ra đường thằng tao bất phục không bao giờ nể đó là ông Cang. Tao không phải dân học cao nên thứ trường dạy không biết nhiều, tao chỉ biết khắc trong tâm một việc là sống ở đời phải biết điều, tao sống nơi của tao, tao biết người của tao, tao không quan tâm thì vì những nơi mà chân không bước vào, bất kể chuyện lớn hay nhỏ bên tâm mà từ từ giải quyết, im lặng khi chó đang sủa là điều cơ bản tụi tao ai cũng phải biết. Và đó là tao, và đó là nó, và đó chính là tụi này, cuộc đời dù dễ hay khó tao vẫn đối phó để trên tụi mày. Tao không nói tao là người tốt nên đừng hiểu lầm ý tao ở đây, nhưng nếu mày nhắm sống luôn tử tế thì chơi còn thôi đừng đưa tay. Đó là anh em tao, đó là anh em tao, những thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao, không quan trọng nó từng thế nào, hiện tại khốn đốn ra sao, sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao. Wait. Đó là anh em tao, đó là anh em tao, những thằng vào sinh ra tử tất cả tụi nó là anh em tao, không quan trọng nó từng thế nào, hiện tại khốn đốn ra sao, sống không hèn đầu luôn ngẩng cao thì mãi mãi vẫn là anh em tao. Anh em tao là ai, là thằng xem trọng tình thân. Anh em tao là ai, là thằng luôn sống bình dân. Anh em tao là ai, là ai là ai là ai, là những thằng ít nói nhưng khi tao ngã luôn là chỗ dựa tinh thần, không phân trần đôi co với những đứa thích sân si, nguồn sống ngoài tiền là nghĩa, còn lại là không cần gì, không bao giờ tin đời màu hồng nhưng trong lòng luôn luôn đầy hy vọng, ai tử tế là bạn. Anh em của tao và tao không quan tâm là mày đến từ đâu, nhưng một khi gọi tiếng anh em với nhau đừng bao giờ đấm đằng sau.